Thưa quý vị và các bạn, trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì nhiều đơn vị truyền thông, trong đó có Vietnam Life Group, đã rất nhanh chóng bắt kịp xu hướng trực tuyến thông qua các sự kiện trực tuyến, livestream và nhiều đơn vị kinh doanh cũng đã tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Là đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, truyền thông thương hiệu, tổ chức sự kiện, sản xuất phim, Vietnam Life Group đã đồng hành cùng nhiều tập đoàn, tổng công ty phát triển thương hiệu, đẩy mạnh marketing. Từ năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để đáp ứng các sự kiện trực tuyến ngoài đầu tư công nghệ, Vietnam Life còn quy tụ được đội ngũ ekip sản xuất, đạo diễn, diễn viên, quay phim và IT dày dặn kinh nghiệm, đáp ứng xu hướng công nghệ số, tổ chức sự kiện trực tuyến chuyên nghiệp hiện đại. Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietnam Life Group, trong thời điểm đại dịch, phần lớn các đơn vị đều chọn truyền thông trên nền tảng công nghệ số. Ngoài lĩnh vực y khoa, đào tạo được quan tâm nhất, thì các hoạt động như kinh doanh, tư vấn sản phẩm, thậm chí cả sân khấu kịch cũng đến với khán giả ngay tại nhà. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố kỹ thuật. Ekip sản xuất cũng cần biết cách làm mới kịch bản. Đồng thời, kỹ năng quản lý rủi ro trong event cũng là yếu tố quan trọng.